Quý vị và các bạn, Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu là những thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Tại những thị trường này, nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí mới theo hướng sản xuất xanh được các nước đưa ra áp dụng là điều kiện bắt buộc doanh nghiệp phải đáp ứng nếu muốn xuất khẩu hàng vào. Việc này gây ra nhiều áp lực cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính có hạn. Doanh nghiệp này có 3.800 công nhân, chuyên sản xuất quần Âu, hàng jacket và dệt kim xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Lương bình quân người lao động đạt 12 triệu đồng trên tháng. 3 năm liền 2022, 2023, 2024 được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Dù là doanh nghiệp tiêu biểu nhưng trước yêu cầu sản xuất xanh từ đối tác, doanh nghiệp cũng đã có sự chủ động và sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn để hàng xuất khẩu được thông suốt. Đối với cái yêu cầu của khách hàng thì thứ nhất chúng tôi cũng đã thu gom rác thải và cũng phân loại rác thải tái tạo. Và thứ hai nữa thì cũng để đảm bảo được cái yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi cũng đã dự kiến cải tạo cái hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ cho cái quá trình sản xuất của công ty. Sản xuất xanh, hiểu theo nghĩa rộng là quy trình sản xuất mà từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều thân thiện với môi trường và không gây nguy hại cho sức khỏe con người. Trong đó có rất nhiều các quy định nhỏ khác nhau của sản xuất xanh. Các quy định này trở thành điều kiện bắt buộc đang được nhiều nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước, trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp sản xuất ở hai lĩnh vực dệt may và bao bì đang chịu nhiều áp lực nhất để đạt các tiêu chí chứng chỉ về sản xuất xanh. Vì đây là hai mặt hàng đang phải đáp ứng nhiều điều kiện tiêu chuẩn từ thị trường nhập khẩu, thực hiện lộ trình sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn. Để đáp ứng, doanh nghiệp trong nước bắt buộc phải đầu tư máy móc, công nghệ, nâng cao quy trình sản xuất theo hướng xanh và tốt hơn, tốn kém thêm chi phí và tạo ra nhiều áp lực cho doanh nghiệp trong nước giữa bối cảnh thị trường còn khó khăn nhưng không còn giải pháp nào khác. Haplat đang bắt kịp xu thế và cũng đầu tư những máy móc hiện đại và có thể sản xuất với công nghệ xanh để có thể đáp ứng được cho khách hàng nước ngoài. Ngày nay, sản xuất xanh không còn là sự lựa chọn của doanh nghiệp mà là yêu cầu bắt buộc. Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính có hạn thì việc đáp ứng sẽ khó khăn hơn. Dù khó, nhưng doanh nghiệp không thể không thực hiện nếu không muốn đứng ngoài cuộc chơi xuất khẩu hàng hóa đi các nước.